Đầu tiên thì các bạn hãy tìm kiếm ở trong App Store của các bạn, đó chính là vào cửa hàng App Store. Sau đấy thì các bạn hãy chọn vào cái icon mà hình mặt người ở bên tay phải phía trên màn hình của quý vị và các bạn, bên cạnh cái chữ hôm nay. Đó, hôm nay là bên trái, còn cái icon hình tròn mặt người là bên tay phải các bạn nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào đấy thì sẽ hiện lên cái thông tin của Apple ID của các bạn. Thì các bạn chọn vào cái mục mà đã mua. Rồi thì sẽ hiện lên cái mua hàng của tôi, tức là có cái chiều mũi tên sang bên tay phải nữa. Là các bạn bấm vào cái mua hàng của tôi. Sau đó nó sẽ ra cho bạn một danh sách tất cả các ứng dụng mà các bạn đã sử dụng và đã từng tải về trên máy của các bạn. Và các bạn tìm kiếm đến cái chỗ mà có sự xuất hiện của Clash of Clans. Màn hình của mình có nhiều ứng dụng quá nên vuốt hơi lâu, các bạn thông cảm một tí xíu. Mà làm cái này nó nhanh lắm. Sắp đến nơi. Đâu rồi, kiếm mãi chả ra. Một chút xíu nữa. À đây rồi, đây. Các bạn bấm vào chỗ Clash of Clans. Rồi và nó đang tải. Thì các bạn chờ một chút xíu, tải xong. Cái quá trình này tải xong thì các bạn vào chơi như bình thường, chả có gì cả. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một like, share, ấn vào đăng ký để mình có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo các bạn nhé. Và đây là cách tải Clash of Clans nhanh nhất hiện nay. Và sau cái đợt cập nhật về Clash of Clans update của Halloween 2019 các bạn nhé. Và mình sau khi mình ra cái video lần đầu tiên trải nghiệm cập nhật thì thấy có nhiều bạn comment bảo là: anh ơi, em không cập nhật được ở trên iOS. Và thì đây chính là cái cách của bạn. Bước 1, vào cửa hàng App Store. Bước 2, vào cái mục đã mua. Và bây giờ thì vào chơi như bình thường nha anh em. Đơn giản lắm, không có gì khó cả. Đấy, đây là ngôi làng tha hôn 12 của mình. Thế thôi. Chúc các bạn may mắn nha. Chỉ chưa đến 2 phút đâu.